trái banh ở đâu rồi ta? Trên đây nè. Cậu đổi đầu hay đó, muốn về đổi của mình không? Sao cậu không thử làm quen đi? Không được đâu, mình ngại lắm. Người ta là đội trưởng đội tuyển trường mà, sao mà mình dám chứ? Lo cái gì, thuốc kéo mình để bọn mình mời cậu ấy qua đây cho cậu nói chuyện. Robotics 2024 kính mời quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các đội chơi ổn định vị trí và chuyển thiết bị về chế độ im lặng để chương trình có thể chính thức bắt đầu. Được học những thứ mà học sinh Mỹ được học,
được tham dự những giải đấu Steam Robotics hàng đầu thế giới, từ đó tự tin hội nhập quốc tế. Pleasure. As a global company that's the leader in STEM education, we realize that we need to be able to work with local partners to be able to reach the audience, a broader audience of educators as well as students. So what Vex Robotics does, it gives an all-the-above approach in which you're able to implement STEM in many different ways, in impactful ways, and provide all your students with meaningful learning experiences. Mang được cái giải pháp Vex Robotics từ người ta nhất của Mỹ về Việt Nam. Hôm nay thì các bạn thấy là một cái hệ sinh thái Vex đầy đủ từ Vex 123, Vex Go, Vex IQ, Vex EP lần lượt dành cho lớn tuổi mầm non, tiểu học, cấp 2 và cấp 3 và cả Vex cho đại học. Sau hôm nay tôi hy vọng rằng giáo dục STEM Robotics đẳng cấp thế giới sẽ phát triển nhiều hơn nữa tại Việt Nam cùng với sự phát triển của Kidscope và hệ sinh thái giáo dục STEM. Tiên phong triển khai Bron trong giáo dục mang cảm hứng chinh phục bầu trời đến học sinh Việt Nam. Kidscope là đơn vị tiên phong triển khai dạy học và tổ chức cuộc thi Bron cho học sinh tại Việt Nam. Tổ chức giải vô địch STEAM Robotics cho học sinh toàn quốc VSRC. Sau hàng loạt nỗ lực phát triển giáo dục STEAM Robotics tại các địa phương, năm 2023 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực STEAM Robotics khi trong ngày hội STEAM quốc gia lần thứ 9. Kidscope là đơn vị tổ chức giải vô địch STEAM Robotics Việt Nam, Việt Nam STEAM Robotics Championship, giải đấu toàn diện cho học sinh từ tiểu học, trung học cơ sở tới trung học phổ thông, quy tụ học sinh đến từ mọi miền trên Tổ quốc. Quý khán giả và toàn thể các bạn học sinh đã có mặt tại giải vô địch quốc gia Vex
trường ngày hôm nay có vẻ là có rất nhiều những các bạn khán giả đã tham gia. Vâng, và MC của tôi đã quay trở lại đây rồi. Tôi là Phương Anh và MC, nữ MC đồng hành cùng tôi đây là Ngọc Anh. Chúng tôi rất vinh dự được tham gia giải đấu với vai trò là MC của chương trình. Ngọc Anh ơi, cậu có thể chia sẻ cho tôi cùng các bạn khán giả được biết về những đặc điểm nổi bật của giải đấu năm nay được không? Tất nhiên rồi, giải vô địch quốc gia VEX Robotics 2024 là ngày hội dành cho tất cả các bạn học sinh yêu mến Robotics trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Giải đấu năm nay đã thu hút sự quan tâm và chú ý của hơn 1.300 bạn học sinh từ 100 trường của 31 tỉnh thành trên toàn quốc. Và quy tụ tại giải đấu ngày hôm nay là 251 đội thi. Họ sẽ cùng nhau tranh tài để trở thành đại diện của Việt Nam tham gia đấu trường Robotics lớn nhất thế giới, VEX World Robotics Championship 2024. Với những con số cực kỳ ấn tượng vừa rồi thì không biết quý khán giả có cảm thấy đây là giải đấu rất đáng được mong chờ hay không? Các bạn học sinh ơi, chúng ta đang ngồi ở đâu rồi? Mọi người đã sẵn sàng cháy hết mình cho giải đấu hay chưa? Sẵn sàng chưa? Vậy thì không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để giải vô địch quốc gia VEX Robotics 2024 được bắt đầu! Kính thưa quý vị, đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách quý. Về phía Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, xin trân trọng giới thiệu ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Về phía Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, chúng tôi hân hạnh được chào đón ông Đỗ Lê Bình, Giám đốc các trung tâm Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phía Đại học Bách Khoa Hà Nội, xin trân trọng giới thiệu ông Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội. Về phía STEAM for Việt Nam, chúng tôi rất vinh dự khi được chào đón bà Nguyễn Thị Hằng, quản lý dự án chương trình STEAM for Việt Nam. Về phía nhà tài trợ, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Mai Huệ, Phó Giám đốc Asia Sun Travel. Ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long. Ban tổ chức xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà tài trợ. Sự đồng hành của quý vị đã góp phần làm nên một giải đấu thành công rực rỡ. Đến dự buổi lễ khai mạc giải đấu ngày hôm nay còn có sự hiện diện của các doanh nghiệp đối tác, cơ quan, tổ chức, ban giám hiệu các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông có đội tham gia thi đấu. Và tất nhiên không thể kể đến sự hiện diện của 251 đội thi cùng các quý phụ huynh và thầy cô phụ trách. Chúng tôi vô cùng hân hạnh khi được chào đón tất cả các quý vị khán giả thân yêu đang có mặt trực tiếp tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, cũng như hàng nghìn khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Một lần nữa, chúng tôi vô cùng trân trọng và mến thương cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, để tổ chức được giải đấu ngày hôm nay đòi hỏi sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ của các bên trong suốt quá trình thực hiện. Và ngay sau đây, xin được mời lên sân khấu ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ có đôi lời chia sẻ, tri ân chân thành tới quý nhà tài trợ, quý khán giả và toàn bộ ban tổ chức của giải đấu. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, xin kính chào quý vị đại biểu, ông Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội, ông Lê Bình, Giám đốc Trung tâm Hoa Kỳ, và chị Hằng, đại diện cho STEAM for Việt Nam, và anh Hùng Trần, founder của STEAM for Việt Nam, chắc là đang tham dự trực tuyến từ Hoa Kỳ, đúng không ạ? Thưa quý vị đại biểu, thưa ban giám khảo, các bạn học sinh, sinh viên thân mến, hôm nay chúng tôi cũng rất là vui mừng và tự hào là được tổ chức cùng với bốn đơn vị là giữa Đại học Bách Khoa Hà Nội, STEAM for Việt Nam, Trung tâm Hoa Kỳ và Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cùng tổ chức một cái chương trình rất là ý nghĩa này. Để cùng chia sẻ với quý vị đại biểu, hôm nay thì chúng ta đang tổ chức tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, là một nơi mà được chính phủ kỳ vọng là một nơi để mà xây dựng, thu hút các cái đại bàng công nghệ lớn trên thế giới, đồng thời cũng là ươm tạo các cái mầm non công nghệ, cũng như là ươm tạo các kỳ lân công nghệ trong tương lai của Việt Nam.
Và ngày hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt, cũng là những cái ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2024. Thì cũng quý vị thấy rằng là đây là một cái sự kiện rất trọng đại sau cái sự kiện đầu tiên của năm 2024 được tổ chức tại đây là do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, được cách tổ chức cách đây đúng một tuần, và nhân dịp tổng kết của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Và điều này cho thấy rằng thì thế hệ trẻ là một cái tương lai của đất nước rồi, và cũng là trọng tâm của NIC để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho quốc gia trong cái giai đoạn tới. Thưa quý vị đại biểu, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia thì được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2019 nhằm mục tiêu là thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hoạt động khởi nghiệp, cũng như là thúc đẩy góp phần phát triển nền kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và khoa học công nghệ. Thì trong đó cái câu chuyện về làm sao phát triển nguồn nhân lực là một trong những cái trọng tâm lớn của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Và trong cái thời gian vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư và chủ trì là Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn, là một trong những cái ngành rất là hot trong cái giai đoạn hiện nay, và Việt Nam là một trong những quốc gia đang rất là có cơ hội để phát triển cái ngành công nghiệp này. Và để phát triển được cái ngành công nghiệp bán dẫn thì câu chuyện có một nguồn nhân lực về STEAM và STEM là rất quan trọng, và trong đó có lực lượng của các bạn ngày hôm nay tham gia cái chương trình VEX Robotics 2024. Và tôi cũng rất là hy vọng rằng với những cái gương mặt sáng giá của các bạn trẻ, các bạn học sinh, sinh viên tham gia cái chương trình năm nay sẽ là tạo một cái nguồn đầu vào rất là tốt cho cái ngành công nghiệp bán dẫn nói chung, nói riêng trong tương lai, cũng như là ngành khoa học công nghệ nói chung trong giai đoạn tới của đất nước. Và thưa quý vị, thì trong cái chương trình năm nay, mặc dù là lần thứ hai được tổ chức, như các bạn MC cũng có giới thiệu, năm nay là có 251 đội thi, và lúc đầu dự kiến là chỉ có khoảng 1.400 bạn đến tham dự chương trình thôi, nhưng mà theo chúng tôi được biết thì sáng nay đã có hơn 2.000 người đến tham dự chương trình, thể hiện là cái sự quan tâm rất là lớn của các bạn trẻ cũng như là quý phụ huynh cho chương trình. Và tôi hy vọng rằng với cái sự tham gia đông đảo của quý vị đại biểu, các bạn học sinh, sinh viên, đặc biệt là các thầy cô trong ban giám khảo và cho chương trình năm nay, tôi rất là mong là sẽ có được nhiều phát hiện ra được những cái tài năng mới cho Việt Nam, và tiếp tục có nhiều cái giải quốc tế Robotics năm nay ở Texas. Và tôi cũng thay mặt Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia chúc cho chương trình thành công tốt đẹp, và chúc cho các bạn luôn luôn mạnh khỏe và luôn có nhiều khát vọng, hoài bão và phát triển cái nền khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cho đất nước. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn ông Võ Xuân Hoài phần chia sẻ vừa rồi. Và tiếp theo xin mời Phó Giáo sư Huỳnh Đăng Chính, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ lên sân khấu để có đôi lời phát biểu. Tiếp theo cái sự chia sẻ của ông Võ Xuân Hoài từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ Kế hoạch Đầu tư, những thông tin, những con số liên quan đến cuộc thi VEX Robotics năm 2024. Lời đầu tiên thì cho phép tôi là thay mặt cho Đại học Bách khoa Hà Nội thì cũng gửi lời cảm ơn, lời chúc thành công, chúc cái sự phát triển, chúc cái tương lai trước tiên là cho các bạn học sinh mà tham gia cái cuộc thi hôm nay là cái vòng chung kết ngày hôm nay, và các bạn sinh viên, học sinh mà đi được đến ngày hôm nay đó là chính là nhờ cái sự đồng hành, nhờ cái sự giúp đỡ của các thầy cô, phụ huynh, gia đình, ban giám hiệu, các tổ chức đã hỗ trợ cho các em đi đến ngày hôm nay. Thì kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, các thầy cô từ các trường phổ thông, các ban giám hiệu, các bạn học sinh về Đại học Bách khoa Hà Nội, chỗ anh có cùng với cả Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, anh Võ Xuân Hoài, cũng như anh Đỗ Lê Bình của Trung tâm Hoa Kỳ, và cho anh Trần Hùng, thì trong nhiều năm qua thì đã có những sự hợp tác rất là chặt chẽ, mục đích để làm sao cho giới trẻ từ học sinh của chúng ta thì đã có những cái đam mê, đã có những cái cảm hứng ở trong các lĩnh vực khoa công nghệ. Để từ đó thì tiếp theo là các trường đại học, trong đó thì có Đại học Bách khoa Hà Nội và các trường công nghệ kỹ thuật thì sẽ giúp để cho những cái nền tảng kiến thức về mặt khoa học, những cái kiến thức về mặt công nghệ, những cái kỹ năng làm việc ở trong cái môi trường công nghiệp
và những cái kỹ năng làm việc nhóm để cho học sinh của chúng ta khi mà vào trường học thì có thể nhanh chóng tiếp cận những cái tri thức mới nhanh chóng. Và đặc biệt là trong thời gian hiện nay khi mà thế giới có rất nhiều thay đổi, và đặc biệt là ngay cả Việt Nam chúng ta có nhiều cái cơ hội khi mà Đảng, Nhà nước tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, đổi mới sáng tạo, năng lượng, môi trường bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, và lấy cái trái tim của những cái hệ thống thông minh đó chính là lĩnh vực chip làm trọng tâm, thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội rất là tốt, mà không phải chỉ cho học sinh, cho các gia đình mà cho cả đất nước chúng ta. Để làm được điều này thì Đại học Bách khoa Hà Nội trong suốt thời gian qua trong quá trình đào tạo thì cũng đã tập trung thay đổi các chương trình, và cái chủ điểm của Đại học Bách khoa Hà Nội khi phối hợp cùng với cả các tổ chức và các trường đại học công nghệ kỹ thuật trong toàn Việt Nam phải để làm sao cho các trường đại học công nghệ kỹ thuật thì có chuyển đổi số, có đổi mới sáng tạo và đặc biệt là phải hội nhập quốc tế. Như chúng ta đã thấy ở đây thì trong cái buổi trong cuộc thi chung kết ngày hôm nay thì đã có rất nhiều các em học sinh không giới hạn về mặt khoảng cách địa lý, không giới hạn về mặt dân tộc, không giới hạn về mặt các vùng sâu vùng xa, các địa phương thì đều hội tụ đến đây và chung một ngôn ngữ, đó là ngôn ngữ công nghệ kỹ thuật, chung một ngôn ngữ STEM, STEAM. Và các em qua cuộc thi này thì đó là chính là cái cơ hội để các em có được những cái tư duy về mặt kỹ thuật, có những cái kỹ năng về mặt giải quyết vấn đề một cách logic, và đặc biệt là kỹ năng làm việc trong nhóm và có những sản phẩm và mang ra cuộc thi. Và tôi nghĩ rằng cuộc thi chung kết của ngày hôm nay nó không phải là cuộc thi chung kết, mà nó là một cái cuộc thi để mở ra cho các em hai vấn đề. Một là các em có những cuộc thi để đi tiếp để tham gia vào những cái đấu trường quốc tế như mà anh Hoàng Xuân Hải vừa chia sẻ, và cái thứ hai rằng là các em lan tỏa khi mà quay trở lại trường của mình, quay trở lại nơi của mình sinh sống thì có thể là lan tỏa chia sẻ giúp cho nhiều bạn bè của mình hơn nữa trong cái ước mơ về công nghệ kỹ thuật. Thì một lần nữa thì xin phép là thay mặt cho cùng ban tổ chức với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, với Trung tâm Hoa Kỳ và đặc biệt là với STEAM for Việt Nam thì cũng xin là cảm ơn cái sự tham gia nhiệt tình của tất cả các học sinh, các quý vị đại biểu, các tổ chức cùng đồng hành. Cảm ơn sự quan tâm của và đặc biệt là của các thầy các cô để nuôi cái nguồn cảm hứng cho các sinh viên. Thì tôi cũng xin phép là chúc cho cái buổi chung kết của chúng ta ngày hôm nay thì có những cái sáng tạo, có những cái chia sẻ, có những cái sự đổi mới của các em học sinh, và chính là cái điều đấy thì mình sẽ giúp cho đấy sẽ thành công hơn nữa và trong cái quá trình đổi mới sáng tạo của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn phó giáo sư Huỳnh Đăng Trình với những chia sẻ vô cùng tuyệt vời vừa rồi ạ. Quý vị và các bạn thân mến, để làm nên thành công của giải vô địch quốc gia VEX Robotics 2024, không thể không kể đến những nhân vật đóng vai trò cầm cân nảy mực trong công tác chấm điểm của giải đấu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đội ngũ ban giám khảo là những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin và Robotics. Xin trân trọng giới thiệu trưởng ban giám khảo hạng mục VEX IQ tiểu học, phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Siêm, chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật robot, khoa điện tử viễn thông trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Trưởng ban giám khảo hạng mục VEX IQ trung học, phó giáo sư tiến sĩ Mạc Thị Thoa, phó trưởng khoa cơ điện tử, trưởng nhóm nghiên cứu cơ điện tử thông minh Đại học Bách khoa Hà Nội. Trưởng ban giám khảo hạng mục VOC phổ thông, tiến sĩ Trương Trung Kiên, trưởng bộ môn kỹ thuật trường Đại học Fulbright Việt Nam. Cùng với đó, chúng tôi rất vinh dự khi chào đón sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về Robotics từ các trường đại học hàng đầu về kỹ thuật như Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Đại học Pendica, Đại học VinUni, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Fulbright Việt Nam. Và chúng ta hãy cùng nổ dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho ban giám khảo sẽ có một ngày làm việc thật năng suất và hiệu quả. Vâng, thưa quý vị khán giả,
ngay trên sân khấu lúc này, chúng tôi đã cảm nhận được một bầu không khí vô cùng hứng khởi. Bởi vì ngay sau đây, 251 đội thi sẽ cùng nhau diễu hành trên sân khấu của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. Quý vị phụ huynh ơi, các thầy cô ơi, chúng ta đã sẵn sàng để chứng kiến khoảnh khắc tỏa sáng của những tuyển thủ của mình chưa? Theo như vậy quan sát thì đã rất nhiều những camera và điện thoại được dơ lên rồi. Vậy thì không để mọi người phải chờ đợi lâu hơn nữa. Phần diễu hành khai mạc xin được phép bắt đầu. Đầu tiên xin được chào mừng lên sân khấu các đội thi đến từ tỉnh Bắc Giang. Đến từ vùng đất ghi đậm nhiều dấu lịch sử, tiêu biểu là chiến thắng Sơn Giang và khởi nghĩa Yên Thế. Các chiến binh robot đến từ Bắc Giang của chúng ta hứa hẹn sẽ đem đến phần thi đấu hết sức mạnh mẽ và kiên cường. Viên ngọc xanh của núi rừng Đông Bắc. Hãy cùng
chờ đón các thí sinh đến từ Cao Bằng sẽ phủ xanh Vex Robotics 2024. Sau đây là các đội thi đến từ Đà Nẵng. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho các đội thi đến từ Đà Nẵng. Trong 3 năm liên tiếp, Đà Nẵng đã xếp đầu cả nước về chỉ số công nghệ thông tin và truyền thông. Và chúc các thí sinh Đà Nẵng của chúng ta sẽ thi đấu thật tốt trong các trận đấu sắp tới. Xin cảm ơn các đội thi đến từ Đà Nẵng. Và lên sân khấu ngay sau đây sẽ là các đội thi đến từ xứ sở voi Đắk Lắk. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho các đội thi đến từ Đắk Lắk. Các bạn đã mang tới Vex Robotics tinh thần của những chú voi, đó là sự mạnh mẽ, sức trẻ tràn trề và quyết tâm chiến thắng. Hãy cùng cười thật tươi để các anh cameraman có thể ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời này nhá. Xin cảm ơn các đội thi đến từ Đắk Lắk. Xin cảm ơn các đội thi đến từ Đắk Lắk. Và tiếp sau đây xin chào đón các đội thi đến từ tỉnh Gia Lai. Thủ lĩnh nhí từ vùng đất đỏ Ba Gian đầy nắng và gió hứa hẹn sẽ khiến cho trận đấu thêm phần cam go và quyết liệt. Gia Lai đến đây với một tinh thần rất quyết chiến và quyết thắng. Xin cảm ơn các đội thi đến từ tỉnh Gia Lai. Tiếp theo, ra sân khấu lúc này sẽ là các đội đến từ tỉnh Hà Giang. Hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn cho các đội thi đến từ Hà Giang. Là nơi có đại đỉnh đèo Mã Pì Lèng gắn với sự tích phá đá mở đường của các thanh niên Cảm Tử. Hãy cùng đón chờ phần thể hiện của các thanh niên Hà Giang trong các trận đấu sắp tới. Hà Giang. Và ngay sau đây là các đội thi đến từ Hà Nam. Hà Nam là nơi có bề dày hàng nghìn năm truyền thống của giải đất núi Đội và sông Châu. Dấu son ấy sẽ khiến cho những bạn trẻ của chúng ta ngày càng thêm quyết tâm học tập và thi đấu vì sự phát triển của quê hương. Xin dành một tràng pháo tay dành cho các đội thi đến từ Hà Nam.
Hải Dương, chúng ta sẽ cùng diễu hành lên sân khấu. Quý vị và các bạn khán giả ơi, chúng ta có cảm thấy là màn ra mắt ra sân của các đội thi có hấp dẫn hay không ạ? Chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón những đội thi sẽ diễu hành trong vòng tiếp theo được không? Và tiến lên sân khấu ngay lúc này là các đội thi đến từ tỉnh Hòa Bình. Sau đây chúng ta sẽ cùng chào mừng các đội thi đến từ Hưng Yên. Có vẻ như các đội thi của chúng ta chưa thể có mặt được trên sân khấu ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình, xin được chào mừng các đội thi thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở đến từ thủ đô Hà Nội. Hà Nội nghìn năm văn hiến, sự có mặt xuất hiện trên sân khấu đầu tiên sẽ là khối trung học cơ sở. Lớn lên tại thủ đô Hà Nội với bề dày lịch sử, mang trong mình tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Các bạn học sinh đến từ Hà Nội hứa hẹn sẽ đem đến thật nhiều bất ngờ cho giải đấu năm nay. Sau đây sẽ là khối tiểu học đến từ thành phố Hà Nội. Các bạn khán giả ơi, tôi đang nghe thấy rất nhiều lời cổ vũ động viên ở phía dưới sân khấu. Chúng ta có thể dành một tràng pháo tay thật lớn cho đội đông nhất của ngày hôm nay đến từ Hà Nội không? Khối tiểu học chúng ta có thể ngồi lên phía trước nha. Xuất sắc trong giải đấu lần này.
Hải Phòng của chúng ta sẽ thi đấu thật bình tĩnh và tự tin. Xin cảm ơn các đội thi đến từ Hải Phòng. Và xin chào đón lên sân khấu lúc này các đội thi đến từ Hòa Bình. Với sự chăm chỉ và sáng tạo của mình. Bây giờ các em có thể di chuyển ở phía bên kia của cánh gà và tiến về sân khấu lúc này là các đội thi đến từ tỉnh Khánh Hòa. Trên vùng đất có hệ thiên nhiên đa dạng này, con người sống chân chất nhưng quật cường và miệt mài lao động, chắc hẳn quý vị khán giả cũng cảm thấy tinh thần như vậy các thí sinh Khánh Hòa ngày hôm nay. Một chào pháo tay thật lớn cho các đội thi đến từ Khánh Hòa được không? Xin cảm ơn các đội thi đến từ Khánh Hòa. Xin được chào mừng, chào đón lên sân khấu các đội thi đến từ tỉnh Kon Tum. Vùng đại ngàn lộng gió Tây Nguyên, các chiến binh robot của chúng ta hứa hẹn sẽ có những chiến thắng oai hùng trong những trận đấu sắp tới. Xin cảm ơn các đội thi đến từ Kon Tum. Ngay sau đây là các đội thi đến từ tỉnh tiếp theo. Chúng ta hãy cùng chào mừng lên sân khấu đội thi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Năm 2022, Lạng Sơn là một trong 5 tỉnh thành phố dẫn đầu với mức độ lan tỏa công nghệ thông tin và truyền thông. Chúng tôi rất mong chờ phần thể hiện của các thí sinh Lạng Sơn trong sân đấu này. Xin được cảm ơn các đội thi đến từ Lạng Sơn rất nhiều. Xin chào các em. Và tiếp theo xin được chào mừng lên sân khấu các đội thi đến từ Lào Cai. Vượt qua những ngọn núi cao và những cung đường nguy hiểm bậc nhất để có mặt tại trường đấu ngày hôm nay, các bạn chính là những chiến binh
cảm ơn các đoàn thi đến từ Lào Cai. Diễu hành lên sân khấu lúc này sẽ là đội thi của vùng đất giàu giá trị, giàu văn hóa truyền thống. Các thí sinh Lào Cai của chúng ta có thể di chuyển xuống sân khấu. Hãy cùng chào mừng lên sân khấu các đội thi đến từ Nam Định. Chúng tôi xin lỗi. Sau đây hãy cùng chào mừng lên sân khấu sự xuất hiện của các đội thi đến từ Phú Thọ. Chắc chắn các bạn sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trong giải đấu năm nay. Xin cảm ơn các đội thi đến từ Phú Thọ. Xin cảm ơn các đội thi đến từ Phú Thọ. Và tiến lên sân khấu ngay lúc này là các đội thi đến từ Quảng Ninh. Hãy cùng chào mừng lên sân khấu các đội thi đến từ Quảng Ninh. Quảng Ninh là một trong các tỉnh đi đầu về đẩy mạnh giáo dục STEM trong trường học và chúc các thí sinh của chúng ta sẽ thi đấu thật bình tĩnh và tự tin. Xin lỗi một tràng pháo tay dành cho các đội thi đến từ Quảng Ninh. Xin được cảm ơn các em. Xin được cảm ơn các đội thi đến từ Quảng Ninh. Và tiến về sân khấu lúc này là các đội thi đến từ Sơn La. Hãy cùng nồng nhiệt dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho các đội thi đến từ Sơn La. Sơn La là vùng đất của hoa mận trắng tinh khôi, biểu tượng cho sự kiên cường và ý chí quyết tâm chiến thắng. Mong rằng trận đấu trước ngày hôm nay, dù có khó khăn đến đâu thì các chiến binh robot Sơn La cũng sẽ không bao giờ chùn bước. Hãy cùng chào mừng các đội thi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Gần đây Thái Nguyên là tỉnh thành có sự bứt phá mạnh mẽ nhất về chỉ số ICT, từ vị trí số 44 lên vị trí số 6 chỉ trong vòng 1 năm. Chúng tôi rất mong chờ phần thể hiện của các thí sinh Thái Nguyên trong ngày hôm nay. Cảm ơn các em rất nhiều và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một đội thi tiếp theo. Thái Nguyên ơi, chúng ta có thể di chuyển vào phía bên kia của sân khấu. Tiến về sân khấu lúc này là các đội thi đến từ Thanh Hóa. Đây là xứ sở của những bạn anh hùng ca và nhìn lại quá khứ hào hùng của cả
Phần tiếp theo sẽ là sự xuất hiện của đội thi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Là tinh hoa của dân tộc, luôn năng động, sáng tạo, tìm tòi và học hỏi ngày mới. Đến với Bách IQ về tinh thần này, các bạn chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt trong trận đấu sắp tới. Xin nổ một tràng pháo tay thật lớn cho các thí sinh đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Phải nói là các bạn đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã vượt qua một khoảng cách địa lý rất là xa để tham dự giải đấu ở thành phố Hà Nội. Các bạn khán giả của chúng tôi ơi, các bạn có thể dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho các đội thi đến từ thành phố Hồ Chí Minh được không? Như các bạn thấy đang ở trên sân khấu thì đây là ba khối tiểu học, trung học phổ thông và trung học cơ sở. Chúng ta hãy nhanh chóng cho mình một vị trí thật đẹp để ngay cameraman có thể bắt cho mình những tấm hình dự sinh nha. 50 độ đội thi mà 250 đội thi đến bao giờ thì sao? Chẳng có lại. Đây là một tỉnh này có mấy đội thi này nha. Còn tỉnh thì sẽ có một thi. Xin được cảm ơn thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể di chuyển ở phía bên kia của sân khấu. Và có lẽ là thành phố Hồ Chí Minh năm nay đem đến cho chúng tôi rất nhiều các tuyển thủ. Một lượt đi vẫn chưa đủ hết, và sau đây hãy cùng chào mừng lên sân khấu cụ tiếp theo đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh Sunny. Các bạn đỏ đến từ thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta rất đáng yêu phải không ạ? Hãy cùng chào mừng thành phố Hồ Chí Minh. Các đội thi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây là các đội thi đến từ Tuyên Quang. Hãy cùng chào mừng lên sân khấu các đội thi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Các bạn chính là hiện thân của hình ảnh cây đa Tân Trào vô với sức mạnh và tinh thần đoàn kết to lớn. Một lần nữa xin chúc tất cả các thí sinh của chúng ta sẽ thi đấu thật bình tĩnh, tự tin, xuất sắc vượt qua các thử thách trong vòng thi sắp tới. We'll be right back.
mừng các đội thi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Và đây cũng là tỉnh cuối cùng trong buổi lễ diễu hành khai mạc ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin chúc tất cả các đội thi sẽ thi đấu thật bình tĩnh và tự tin trong vòng thi sắp tới. Và sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi thông tin về giải đấu trên màn hình. Trước khi bắt đầu giải đấu thì quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi về lịch trình giải đấu ngày 1, ngày 2 mà ban tổ chức đã gắn link ở QR sau thẻ của mỗi đội chơi, đồng thời sẽ được hiển thị qua màn hình LED của hội trường. Vào buổi chiều ngày hôm nay từ 15 giờ đến 17 giờ 30, các đội thi của cả hai hạng mục IQ và Wi-Fi sẽ thi các vòng loại liên minh, vòng phỏng vấn ban giám khảo và vòng thi kỹ năng robot. Sang ngày chủ nhật ngày 22 tháng 1, đối với các đội thi hạng mục IQ, từ 8 giờ đến 12 giờ các đội thi sẽ tiếp tục thi kỹ năng robot, vòng loại liên minh và phòng